Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2020 tại Bồ Đề Phật Quốc, chúng ta khai diễn Đại hội Pháp Hoa. Đại hội Pháp Hoa ở tại diện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ được kéo dài rất nhiều ngày. Chúng ta có thể ấn định thời gian hôm nay, đó là thường kỳ 11 giờ hơn ở tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, Chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ tìm hiểu giáo nghĩa này. Bên cạnh đó, để bổ sung cho các vị học nhanh chóng bộ kinh lớn này, chúng ta sẽ đọc tiếp lúc 8 giờ thứ ba hàng tuần ở trên ban tầng 57.15 Bồ Đề Phật Quốc TV. Chúng ta nắm được chưa? Đó là thời khóa chúng ta cần ghi nhớ để chúng ta tiếp tục học tập. Kính thưa đại chúng, ngược dòng thời gian cách đây trên 2.500 năm vừa trước, ở tại núi Linh Thứu thành Xá Vệ, lúc bây giờ có khoảng 12.000 vị đại tỳ kheo Thinh Văn Tăng và 6.000 vị tỳ kheo ni cùng với đông đảo chúng đại Bồ Tát về tại núi Linh Thứu để tham dự Đại hội Pháp Hoa. Ngoài ra còn có Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thiện thần, có những vị chư thiên như là Thích Đề Hoàng Nhân, có rất nhiều cảnh giới thiên long bát bộ ở trong ba cõi, họ rải hoa lên trời để cúng dường Đại hội Pháp Hoa. Và thưa quý vị, nhất niệm thông tam giới, đây là chân lý mà chúng ta nên chiêm nghiệm. Thì hôm nay tại diện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, nhất niệm khai diễn Đại hội Pháp Hoa, chắc chắn nó sẽ có sức lay động lan tỏa đến mười phương thế giới. Và ngay lúc này chúng ta cũng có thể chắp tay trang nghiêm để cầu nguyện Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần mười phương thế giới gia trì cho Đại hội Pháp Hoa tại diện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đến ngày thành tựu viên mãn. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng hôm đó là những ngày cuối đời của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì chúng ta biết ở trong Đại hội Pháp Hoa có sự xuất hiện của vua A Xà Thế. A Xà Thế là một vị vua ngỗ nghịch đã gây ra cái chết của cha mình vua Tần Bà Sa La. Hoàng hậu Vi Đờ Hy hết sức là khổ đau. Nhưng sau đó A Xà Thế đã quy ngưỡng Đức Thế Tôn và trở thành một vị hộ pháp đắc lực. Ở trong Đại hội Pháp Hoa này, A Xà Thế là một vị hộ pháp rất lớn và Ngài đã xuất hiện ở trong bộ Pháp Hoa này, cho nên chúng ta có thể đủ một chút cái thông tin hình dung rằng Đức Thế Tôn nói bộ kinh này tại núi Linh Thứu lúc Ngài đã cuối đời. Và
từ nền tảng này chúng ta có thể hiểu rằng từ khi Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, lúc bây giờ ở thế gian đâu có ai biết gì là đạo giải thoát, đâu có ai hiểu con đường đi đến Thánh A-La-Hán. Thành ra có lần Đức Thế Tôn đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến tại vườn Lộc Uyển tìm năm anh em Kiều Trần Như. Lúc ấy có gặp một vị Phạm Chí Bà La Môn. Vị Phạm Chí này nói: này Sa Môn Cù Đàm, ông là đệ tử của ai? Ai là thầy của ông? Và giờ đây ông đi đâu? Thế Tôn nói rằng: ta không có thầy, hiện tại ta là thầy ba cõi. Đạo giác ngộ ta tìm ra là tự mình tìm kiếm, tự mình khám phá. Con đường bất tử đã được khai sáng. Giờ đây ta đi tìm năm anh em Kiều Trần Như để dạy con đường này. Vị Phạm Chí đó lắc đầu, nhún vai, bỏ đi, nghĩ rằng đây là một người điên đảo, một người khoác lác, làm sao có cảnh giới đó. Qua đó chúng ta có thể hiểu rằng một Đức Thế Tôn đơn độc từ Bồ Đề Đạo Tràng đến tại Lộc Uyển, một con đường trên 250 km, thì chúng ta hiểu rằng thế gian lúc đó không có ai biết chuyện gì. Để rồi những cái pháp mà Phật cần phải dạy cho đương thời, đó là những cái pháp rất gần gũi với kiếp sống của con người. Kiếp sống con người chúng ta không ai phủ nhận thực trạng khổ đau, đó là sinh ra, đó là già, bệnh và chết. Già, bệnh và chết nó như là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả thế gian này. Sự sống, hạnh phúc, tồn tại của chúng ta đều bị ngọn lửa này thiêu đốt ngày đêm cho tới khi chúng ta thành tro bụi mới thôi. Qua đó để chúng ta thấy rằng đây là những chân lý thiết thực mà không ai có thể phủ nhận. Và cái gì có nhân tất nhiên có, cái gì có quả tất nhiên có nhân. Từ quả mà truy tìm nguyên nhân, thấy rằng do ái nhiễm khổ đau, do ái nhiễm là nền tảng, đó là cái nguyên nhân mà dẫn ra cảnh luân hồi sanh tử, cho nên mới có lão bệnh ưu bi khổ não. Ái là nguyên nhân, và làm sao có thể đoạn trừ được ái? Bằng bát thánh đạo. Khi đoạn trừ rồi, ngay lúc đó chúng ta có an lạc, có hạnh phúc. Đây là giáo lý tứ thánh đế giúp cho năm anh em Kiều Trần Như trở thành năm vị thánh A-la-hán, là những vị thánh văn tăng đầu tiên ở trong Phật giáo. Tiếp theo, tờ nhóm anh em Gia Xá 60 người. Tiếp tục tới ba anh em Tôn Giả Ca Diếp, họ có 1000 đệ tử, đều là những vị kỳ túc trưởng lão ở trong đạo Bà La Môn đương thời. Họ chuyên thờ thần lửa, và giáo pháp đương thời tất nhiên Đức Phật hãy làm sao cho họ chứng thánh, cho họ đạt được thánh quả A La Hán vô lậu giải thoát. Đây là điều quan trọng nhất. Rồi giáo nghĩa của Phật đã tiếp tục được truyền bá lan rộng khắp mọi nơi, như là một suối nguồn bất tận ở trên ao A Nậu Đạt, cứ thế theo dòng chảy lan ra đến tận biển cả đại dương. Nhưng một khi tầm nhìn đến đại dương thì tầm nhìn đó tất nhiên không thể dừng lại ở một cái mức thanh văn thừa nữa. Cũng giống như những cái pháp sinh diệt hiện tại, nó không còn đủ sức làm cho đệ tử của Ngài thanh hoa đến những cảnh giới siêu việt. Mà chúng ta có thể nói rằng đây là những cái pháp tích môn và bổn môn. Những thuật ngữ này chúng ta không cần nhớ nhiều, chỉ biết rằng ban đầu là những cái pháp đơn giản, những cái pháp chứng A-la-hán. Nhưng rồi đó không phải là cảnh giới tối thượng đâu, mà hãy chứng đến cảnh giới Như Lai Đẳng Chánh Giác mới chính là con đường tối thượng mà tất cả chúng ta cần phải đi qua. Vì thế cho nên sau một thời gian hoằng pháp lợi sinh, tới gần cuối đời, Đức Thế Tôn mở ra một con đường siêu việt hơn nữa, đó là con đường Pháp Hoa. Và Đại hội Pháp Hoa lúc bây giờ được khai diễn tại núi Linh Thứ. Đây là nguyên nhân, đây là cái điểm thiết yếu, là con đường mà tất cả chúng ta đều phải đi qua.
Thế rồi thưa quý vị, theo dòng lịch sử của Ấn Độ, nền văn học truyền miệng chiếm ưu thế ở trong lịch sử truyền bá đương thời. Nền văn học truyền miệng có năng lực dở đọc, dở tụng, dở ghi nhớ, dở truyền bá. Thưa quý vị, tại sao thầy dùng chữ là dở đọc? Chứng tỏ thời Phật còn tại thế đã có chữ viết, nhưng chữ viết không được phổ biến, nó chỉ dừng lại ở tầng lớp luận sư thượng đẳng. Còn tầng lớp quần chúng phổ thông, họ đều sử dụng văn học truyền miệng, cho nên những bài kinh nguyên thủy được kiết tập bằng thi kệ tứ cú, pháp cú với những cái thể thức năm chữ diễn đạt mô tả cái hàm ý chính bên trong. Lấy một cái dạng năm chữ để mô tả một sự kiện linh động tuyệt vời tại núi Linh Thứ làm sao có thể lột tả hết được. Cho nên nó chỉ giữ lại được cái tính nguyên chất của kinh điển, cái tính nguyên chất của pháp hoa, mà chúng ta có thể dùng một thuật ngữ mới, đó là pháp hoa nguyên thủy. Vấn đề này chúng ta từ từ sẽ cảm nhận được cái thuật ngữ pháp hoa nguyên thủy này như thế nào ở trong kinh tạng Phật giáo. Rồi tới khi Phật giáo có chữ thì lúc bây giờ các đợt kiết tập kinh điển chư tổ đức của chúng ta đã nỗ lực ghi lại và sưu tầm những gì được truyền bá trong dân gian với dạng thánh điển. Và tất nhiên một nền văn học truyền miệng nó sẽ có những sai biệt, nó sẽ có những khiếm khuyết, có những cái điều lệch lạc. Tuy nhiên giáo nghĩa giải thoát chắc chắn không bao giờ sai lầm. Khi chúng ta đã nắm được cốt tủy của Phật pháp thì chúng ta sẽ hiểu đâu là lời Phật nói, đâu là ý nghĩa mà Phật muốn truyền bá. Chúng ta yên tâm khi tìm hiểu đến xuất xứ của bộ kinh Pháp Hoa. Ngày hôm nay khoa học hiện đại trải qua trên 2.500 năm rồi, nhưng không phải những gì chôn vùi trong lòng đất mà được gọi là mất hẳn. Các nhà khảo cổ học, các nhà sử học, địa chất học, họ đã nỗ lực tìm kiếm, khai phá, khai quật. Để rồi ngày hôm nay chúng ta thấy ở trong kho tàng văn học Phật giáo, bộ pháp hoa được duy trì giữ gìn rất cẩn thận với nhiều dạng ngữ hệ khác nhau. Đầu tiên chúng ta thấy bộ pháp hoa còn giữ nguyên bản ở Hán tạc, xin lỗi, ở Phạn ngữ, tức là ngôn ngữ tiếng Phạn. Và ngôn ngữ tiếng Phạn này được lưu giữ rõ ràng nhất ở tại các nước như là Nepal hoặc là Pakistan hoặc là các vùng Trung Á. Gần đây nhất người ta còn tìm kiếm được những cái bộ ở tại Tây Tạng, và đặc biệt gần hơn nữa người ta tìm ở tại Koh Tan. Koh Tan là gì? Là một cái trung tâm Phật giáo phồn thịnh nhất ở trong khu vực Trung Á, cho đến khi người Hồi giáo xâm nhập thì lúc bây giờ trung tâm này bị hủy diệt. Vùng Trung Á ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy toàn bộ là Hồi giáo, nhưng giai đoạn sau Phật Niết Bàn vùng này toàn là Phật giáo. Có những trung tâm Phật giáo rất lớn, có những cái vị dịch thuật rất là giỏi, chẳng hạn như ngài Trúc Pháp Lan, có nhiều vị rất giỏi đã dịch thuật những cái bộ kinh và truyền bá khắp mọi nơi. Rồi thưa quý vị, ở trong Hán Tạng thì sao? Chúng ta thấy có 17 bộ pháp hoa. 17 bộ pháp hoa được lưu trữ bằng ngôn ngữ chữ Hán. Qua đó chúng ta có thể hình dung bộ đại pháp hoa này được kiết tập với nhiều thở tài, hay gọi là hình thức kiết tập khác nhau, hình thức truyền bá, dịch thuật,
giữ gìn khác nhau. Và mỗi vị phiên dịch, mỗi vị y cứ vào một cái bộ khác nhau từ Phạn ngữ, thành ra mới dịch sang chữ Hán khác nhau. Và cũng có thể vị nào dịch, vị kia chưa hài lòng mà dịch lại. Do vậy, cho nên cái sự phong phú đa dạng trong nền dịch thuật rất là lớn ở trong Phật giáo. Và so sánh ở trong ngôn ngữ chữ Hán, chúng ta thấy có 3 bản kinh bằng chữ Hán hay nhất, ngôn ngữ lưu loát, ý tứ bóng bẩy nhất. Nhưng so sánh ở trong 3 bộ hoàn hảo đó thì chúng ta thấy chỉ có một bộ tuyệt vời nhất, đó là của dịch giả Cư Ma La Thập. Chúng ta biết rằng Cư Ma La Thập là một đại sư có oai đức lớn. Ngài sinh ra là để phiên dịch, bởi vì theo truyện ký Phật giáo cho rằng Ngài là một vị tổ sư 7 đời dịch kinh Phật, tức là 7 đức Phật ở trong quá khứ khi Niết Bàn, Ngài có đại nguyện là người sẽ tiếp tục dịch những cái bộ kinh của các ngài, của chư Phật chuyển sang các cái ngôn ngữ khác. Cho nên ở kiếp này Ngài Cư Ma La Thập cũng là một vị tổ sư thực hiện cái đại nguyện dịch giáo nghĩa của Đức Thích Ca Mâu Ni từ Phạn ngữ sang Hán Tạng. Bộ này là một bộ tuyệt vời nhất. Chúng ta ngoài ra chúng ta còn thấy có 2 vị đại sư nổi tiếng ở trong Phật giáo, đó là Ngài Hộ Pháp và Ngài Cư Ma La Thập. Ngài Hộ Pháp thì dịch kinh Pháp Hoa vào năm 265 sau Công Nguyên, hay gọi là 265 Tây Lịch. Còn Ngài Cư Ma La Thập thì dịch vào năm 406 sau Tây Lịch. Hai vị thầy vĩ đại này mỗi vị y cứ vào một cái nguồn Pháp Hoa khác nhau, cho nên có sự dịch thuật khác nhau. Và cái khoảng giữa là nền tảng y cứ của Tổ sư Long Thọ. Ai đọc kỹ ở trong Đại Trí Độ Luận thì chúng ta sẽ thấy Tổ Long Thọ lại y cứ vào một cái văn bản khác. Vấn đề này là vấn đề của các nhà sử học nghiên cứu trong phạm vi của Bồ Đề Phật Quốc. Chúng ta học giáo nghĩa đời giải thoát, không phải trở thành một nhà nghiên cứu Phật học, cho nên chúng ta không có đào sâu hơn nữa. Thưa quý vị, bản kinh dịch như vậy, truyền bá như vậy, cho đến ở tại Việt Nam chúng ta có rất nhiều vị thầy rất giỏi dịch những bản kinh hay. Đứng đầu có thể nói trong thời hiện đại này đó là Hòa Thượng Trí Quang. Tuy nhiên, Hòa Thượng Trí Quang đã cố gắng sử dụng một số thuật ngữ cho gần gũi với chúng ta. Nhưng khổ thay, đại chúng lại nhiều ngày tụng bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Vì thế cho nên chúng ta đã quen theo những cái thuật ngữ của Hòa Thượng Trí Tịnh. Do đó mà thầy không dám đem cái nội dung rất là hay, tuyệt vời của Hòa Thượng Trí Quang ra giảng cho quý vị. Nhưng thầy nhắc đến là hy vọng các vị có thể tìm đọc thêm để mình mở mang kiến thức. Còn việc y cứ vào nội dung bản dịch học, chúng ta sẽ học trong nội dung của Hòa Thượng Trí Tịnh. Và bản dịch mà chúng ta sẽ y cứ để học đó là bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản vào năm 2013. Vấn đề này là vấn đề không phải tự nhiên mà thầy chọn lựa. Ngày hôm qua, sau khi công việc ổn định một chút,
nghĩ tới ngày nay sẽ hướng dẫn cho đại chúng học Pháp Hoa, và hy vọng ở trong cõi đời ngũ trược ác thế như là bùn dơ này sẽ trỗi lên những hoa sen thơm ngát cho đời. Hy vọng ở trong tâm ố trược bị chi lấp bởi tham sân si phiền não lâu đời của chúng ta, khi học giáo nghĩa này sẽ nổi lên một đóa sen giác ngộ. Như vậy thì hôm nay chúng ta có thể hiểu rằng đại hội Pháp Hoa được diễn ra ở tại núi Linh Thứ gần thành Vương Xá. Lúc đó có chúng đại thinh văn rất đông, mà con số rõ ràng đó là 12.000 vị thinh văn tăng, 6.000 vị tỳ kheo ni, cùng với chúng đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, vua của các cõi trời, quý thần ở mười phương đều văn tập để lãnh hội giáo nghĩa thầm thâm vi diệu này. Qua dòng truyền bá lịch sử truyền bá kinh tạng, lịch đại tổ sư của chúng ta đã tôn thờ, tu tập, lãnh hội, giữ gìn và truyền thừa cho đến ngày hôm nay, công đức thật vô lượng vô biên. Ở trong đời mạt pháp với nhiều nhiệt não khổ đau, mà chúng ta có được diệu pháp ở trên tay này thì không có gì gọi là may mắn và hạnh phúc hơn. Kinh điển, thưa quý vị, vốn được gọi là văn tự. Nếu như không có minh sư khai thị thì văn tự ngàn đời cũng chỉ là văn tự mà thôi. Nếu tự mình đọc, tự mình hiểu, tự mình tu thì đây gọi là hên xui. Hên thì đúng mà xui thì sai, chỉ vậy thôi. Cho nên chúng ta cẩn thận khi tiếp nhận một nguồn tri kiến. Nếu không khéo, tâm của chúng ta bên trong bị sự hạn chế của nguồn tri thức mà chúng ta tích lũy được, cũng như sự chi phối bởi tham sân si trong cuộc sống hàng ngày, với cái vốn kiến thức ít ỏi, với ngôn ngữ hạn hẹp của mình mà cố hình dung ra những giáo nghĩa siêu việt, thì đây là một điều mạo hiểm. Hy vọng chúng ta hãy cố gắng học tập, tinh tấn và cẩn thận khi tiếp nhận. Có như vậy chúng ta mới gạn lọc bớt những sai trái. Và Đại hội Pháp Hoa hôm nay tiếp nối ở tại Bồ Đề Phật Quốc là vì lý do này. Vậy thì thưa quý vị, nối tới đây các vị đã hình dung và đã biết được cái thần thái tâm vấp của Pháp Hoa như thế nào rồi. Vậy thì thưa quý vị, Pháp Hoa được Đức Thế Tôn nối bằng chữ gì? Chúng ta đọc ở trong tiếng Phạn, chúng ta hiểu đó là chữ Sa Dhamma Buddhanika Sutra. Chữ Sa này á, chữ Sa này nó có nghĩa nó bắt đầu từ một cái động từ, đó là sát. Cái chữ sát này á là chúng ta sẽ hiểu với một cái nghĩa tiếng Việt được mô tả rất nhiều chữ để chúng ta hình dung. Hôm nay thầy mô tả như sau. Đó là gì? Đó là hiện thực, đó là đích thực, đó là thực tiễn, đó là chân thực, đó là vi diệu, đó là điều không thể diễn tả được. Đó gọi là xa. Còn chữ Dhamma là pháp. Như vậy thì thưa quý vị, cái chữ xa này nó nối thẳng và chỉ thẳng bản chất của Phật giáo. Pháp của Phật là pháp hiện chứng, là pháp thực chứng, là pháp đến để mà thấy, là pháp mà chỉ có bậc trí tự thân chứng đắc. Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta nhìn thấy cuộc đời khổ, ngay lúc đó chúng ta biết và chúng ta chứng thực rõ ràng đời là khổ. Không có chuyện hôm nay chúng ta nhìn đời là khổ, tới ngày mai mình mới biết đời là khổ. Ngay lúc này nếu như chúng ta giải thoát đau khổ thì ngay lúc đó Niết Bàn hiện hữu. Không có chuyện
khi chúng ta giải thoát khổ đau thì Niết Bàn ngày mai ngày kia mới sinh ra. Hôm nay chúng ta đoạn trừ tham sân si một cách triệt để và không còn tàn dư, thì ngay lúc đó Niết Bàn sẽ hiện ra ở trong tâm chúng ta. Không có hẹn đến ở một cái khoảng không gian nào khác, một cõi nào khác, hoặc là một cái thời đại nào khác, chúng ta mới có Niết Bàn. Cho nên pháp của Phật được gọi là không có không gian, không có thời gian. Hiện tại lạc trú, hiện tại thực chứng, đó là pháp Phật. Muốn như thế hãy đến để mà thấy. Pháp của Phật là pháp dành cho người trí tự thân chân đắc, dùng trí tuệ, tức là dùng trí thức mà nghe pháp, chứ đừng dùng trí ngủ. Chúng ta mới mất ra, rèn luyện cho mình có trí giác ngộ, trí giải thoát. Như vậy nghĩa của chữ xa, tức là động từ, nó là gì? Nó là hiện thực, nó là đích thực, nó là thực tiễn, là một động từ. Ở trong đó là một động từ, tức là hành động mình chứng thực được, là điều mà nó vượt khỏi tất cả những khái niệm ước lệ của thế gian. Cho nên mình nói nó là không thể diễn đạt, chỉ có tạm mô phỏng mà thôi, nhưng không thể nào mà diễn đạt được nó. Ngôn ngữ này, thưa quý vị, đối với Ngài Pháp Hộ là một vị dịch giả nổi tiếng trong Phật giáo. Năm 286, Ngài dịch cái chữ này gọi là chánh. Không biết dùng chữ gì, cho nên đặt nó là chữ chánh ở trong Hán Tạng. Rồi, Ngài La Thập thì dùng cho nó một cái chữ khác, đó là diệu. À, mỗi vị có cái khái niệm và mô tả, phải tìm cái chữ tương đồng. Bây giờ chữ phản nó như vậy, người Ấn Độ người ta hiểu dễ dàng, còn người Trung Quốc, người Hán thì họ sẽ hiểu khác. Phải tìm một cái từ mô tả. Và hôm nay chúng ta tiếp xúc cái bản Hán Tạng, rồi đi qua tới Việt ngữ nữa, là chúng ta thấy nó khác nhau rất nhiều thứ. Như vậy đó gọi là gì? Đó gọi là chữ sắc. Còn bây giờ đi qua tới cái chữ tiếp theo, đó là gì? Đó là chữ Dhamma. Chúng ta học cái đề kinh nhé. Đề kinh, đang tìm tới đề kinh đó. Sadama Bundarika Sutra. Chữ Dhamma nghĩa là gì? Chữ Dhamma nếu như tính ở phương diện của một động từ thì nó là một cái gì được gọi là bảo toàn, là duy trì, là hiện hữu, là sắp xếp, làm cho có trật tự, là duy trì hiện hữu. Đó gọi là pháp. Cái dùi chuông này gọi là một pháp, bởi vì nó đang duy trì hình dáng của nó, nó đang hiện hữu để chúng ta có thể dùng mắt mà nhìn, dùng tay mà sờ được nó. Chữ Hán dùng chữ là quỷ trì. Pháp là một quỷ trì. Quỷ trì tức là nó có khả năng duy trì sự tồn tại của nó với một hình thái nhất định trong một thời gian nào đó. Và tất nhiên nó luôn chịu định luật vô thường chi phối. Cái chữ pháp này chúng ta không được hiểu là Phật pháp, mà chúng ta hãy hiểu chữ pháp này là gì? Là hiện tượng của dạng vật, hiện tượng tồn tại của dạng vật. Vậy thì bằng cái tư tưởng, bằng trí tuệ của mình mà nhìn nhận hiện tượng tồn tại của dạng vật ở trong gì? Ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái pháp hữu hình, cái pháp vô hình, cho đến lông rùa sừng thỏ là cái sản phẩm tưởng tượng, nhưng nó cũng phải có trí mà tưởng ra, đều gọi là pháp. Hiểu chưa hả? Cái chữ pháp đó như vậy. Cho nên mình nói nó là bảo toàn, là duy trì, làm cho hiện hữu. Pháp nó có tính năng sắp đặt sự tồn tại của nó. Cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, cái này sinh, cái kia diệt, cái kia diệt, cái này sinh. Sự bảo toàn của nó, mà nó luôn luôn có đặc tính bảo tồn. Trong một cái trạng thái nào nữa, nó cũng luôn luôn có đặc tính bảo tồn. Chúng ta nhìn thấy một con sâu mình mấy lông lá, hình thù dị dộm, chúng ta nghĩ rằng con vật này tồn tại vô nghĩa.
Chúng ta nhìn thấy một con dồi ở trong đống phân, chúng ta thấy đời sống này vô nghĩa. Nhưng con dồi nó vẫn có cảm thọ của nó và nó vẫn ráng duy trì đời sống của nó. Ở trong đó nó cũng có cảm thọ hạnh phúc. Nếu như nhìn vào khía cạnh đó, chúng ta mới thấy pháp là bình đẳng mà hiện tượng là do nghiệp sinh. Chúng hữu tình, đời sống do nghiệp, nghiệp sinh. Pháp sinh nó không nối nó sinh, pháp diệt nó không nối nó diệt. Pháp sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, tự đảo điên và tự an định. Ở trong đó hoàn toàn không có ngã. Nhưng chúng ta chấp lấy ở trên hiện tượng sinh diệt của nó, thành ra ngã hình thành. Và ngã là một tố chất khiến cho chúng ta khổ đau. Pháp nghĩa của nó là như vậy, mà chúng ta có thể hiểu gọn lại đó là gì? Dhamma, pháp, hay còn gọi là nguyên tắc, hay còn gọi là nguyên lý tồn tại, mà tất cả các bản Hán Tạng đều dùng chữ là pháp. Rõ chưa? Thuật ngữ tiếp theo thứ ba, Buddha-rika, được gọi là hoa sen trắng. Hoa sen trắng. Năm 265, ngài Hộ Pháp dịch là gì? Phân Đà Lợi, hay còn gọi là hoa. Tại sao gọi là hoa Phân Đà Lợi? Bởi vì có loại hoa đúng mùa nó mới nở, không đúng mùa nó không có nở. Ý chỉ cho sự tu học của chúng ta cứ hành trì tới khi nhân duyên đủ, tự nhiên nó sẽ nở. Nó nở cái quả giác ngộ. Cũng giống như người cỏ cây lấy lửa, kiên trì cần mẫn, ngày đêm không gián đoạn, tới lúc duyên đủ nó sẽ cháy. Không thể nào đi tìm lửa ở trong cây, không thể nào vội vàng mà ông bà mình nói dục tắc bất đạt. Như vậy thì chúng ta hiểu pháp mà Đức Phật muốn chỉ ở đây, đó là cái pháp siêu việt, nó như là hoa sen trắng. Thành ra ngài Hộ Pháp mới dùng chữ là Phân Đà Lợi. Các vị nghe kịp không? Không. Rồi. Còn ngài La Thập thì sao? Năm 406, ngài dịch chữ là Liên Hoa, tức là hoa sen. Còn ngài Tân Duệ là một trong bốn vị đại đệ tử xuất chúng của ngài La Thập, thì ngài giải thích cái chữ hoa sen của thầy mình dịch như sau. Thường thường những vị học trò giỏi là những người học trò sẽ nỗ lực làm cho ý của thầy mình sáng ra, đến nó đi vào cái hướng giác ngộ giải thoát. Vì học trò không bao giờ làm một việc là đi dẫm lên những gì mà thầy mình đã tạo dựng. Đây là điểm mà chúng ta thấy những vị học trò thánh giả đều đi theo con đường đó. Chẳng hạn như các bậc tổ đức của chúng ta là những học trò của Đức Thế Tôn. Các ngài luôn luôn nỗ lực làm sao cho người đời hiểu được nghĩa căn bản của đạo Phật là giải thoát khổ đau. Một người học trò của Phật, một đệ tử của Phật không có làm chuyện giải thích Phật pháp đỡ cho người ta thêm đau khổ, bằng cách là đứng ở phương diện này đạp đổ phương diện kia. Ở trong đó nó biểu hiện đầy nhân ngã. Bởi đã có nhân ngã là có đau khổ. Thành ra ngài Tân Duệ là học trò xuất chúng của ngài Kumala Thập, giải thích tại sao thầy mình dùng chữ Liên Hoa để cho người ta hiểu được. Ngài Tân Duệ giải thích như sau:
Hoa sen là loài hoa đặc biệt hơn hết thảy các loài hoa. Và hoa đúng độ mới nở, gọi là phân đà lợi. Chọn cái hình ảnh của hoa sen. Tại vì xưa ngày từ Trung ở Ấn Độ sang Trung Quốc, đâu có biết hoa Trung Quốc là hoa gì. Ấn Độ nó hoa khác. Bây giờ mình Việt Nam cũng vậy, đến Mỹ nhiều thấy cái hoa không biết hoa gì, không biết bao giờ nó nở, và nó có giá trị gì trong tư tưởng của người Mỹ. Thì ở đây cũng vậy, Ngài chỉ dùng chữ là phân đà lợi, tức là đúng thời đúng kỳ mới nở, để cho người ta có thể nhân đó mà hiểu được diệu nghĩa trong Phật Pháp, chứ đâu phải đi mô tả loài hoa để làm gì. Thành ra Ngài Tăng Duệ là người Trung Quốc, thành ra Ngài giải thích để cho người ta hiểu tại sao thầy mình chọn ý nghĩa của hoa sen ở trong cái thổ nhưỡng của Trung Quốc. Vì loài hoa đó đúng thời mới nở, cho nên mới gọi là phân đà lợi. Hoa sen được ví dụ cho gì? Cho đạo nhị thừa. Nở ra mà đã rụng thì ví dụ cho gì? Cho niết bàn. Và hoa đang nở là ví dụ cho kinh này. Tức là kinh này đang nở, là pháp hoa đang nở. Vậy cho nên ở đây Sat Dhamma Bundarika Sutra, mà chúng ta gộp mấy cái chữ này lại được gọi là gì? Được gọi là diệu pháp liên hoàn. Nó diệu là chỉ cho sự vận động, là không ngừng, quy diệu, không thể dùng trí mà hiểu được hiện tại thực chứng. Thật sự là không thể dùng cái trí mà mình tưởng ra được, nhưng mà chỉ có trí thực chứng chứ không thể tưởng ra được, không thể dùng ngôn ngữ để mà mô tả. Diệu pháp liên hoan có nghĩa là pháp đích thực, là pháp hiện thực, là pháp thuần khiết, là pháp nguyên vẹn, là pháp không thể diễn tả, là pháp vi diệu, mà pháp ấy chỉ có dùng hình ảnh là hoa sen trắng để mô tả, cho nên mới gọi là diệu pháp liên hoàn. Tuyệt vời chưa? Chúng ta thấy cái giáo nghĩa được khai diễn ở tại Đại hội Pháp Hoa và được đặt cho một cái từ như vậy. Và Đức Thế Tôn đã dùng cái chữ như vậy là cái chữ không thể nào khác được ở trong ba cõi này. Còn chữ sutra là chúng ta biết rồi, nghĩa là kinh. Kinh có nghĩa là khởi lý và khởi thời. Nghĩa là gì? Là xuyên suốt và thích hợp với tất cả mọi căn cơ. Một người đến với Pháp Hoa bằng thở thức những chuyện cớ như là gã cùng tứ, như là long nữ thành Phật, như là đề bà đạt đa, như là thường bất khinh Bồ Tát. Mỗi cái bài kinh được biên tập, được kết tập như là những vở tuồng, như là những vở kịch, nó có sức lôi cuốn, thu hút người nghe vô cùng. Do đó, cho nên không phải ngẫu nhiên mà giáo nghĩa Pháp Hoa có một sức sống rất lâu dài. Chẳng hạn như ở trong Di Ma Cật là bộ kinh Đại Thừa, nhưng rất ít dùng thí dụ, mà cô động bởi những triết lý hết sức là khô cằn sâu xa, đòi hỏi người đọc phải tự mình hiểu, người giảng phải tự mô tả thêm ý nghĩa ví dụ. Còn trong Pháp Hoa nó có những cái ví dụ dẫn dắt để chúng ta hiểu. Đây là một ưu thế rất lớn ở trong Pháp Hoa, cho nên nó thích hợp với tất cả những căn cơ. Rồi khởi lý, tức là nó gì, nó xuyên suốt và thích hợp với tất cả mọi chân lý. Chân lý trong cuộc đời này, cái đẹp nhất đó là liên hoa, là hình ảnh mà trong bùn chẳng hôi tanh mùi bùn. Bất cứ căn cơ nào, quốc độ nào, thời gian nào, chân lý này ai cũng tôn thờ, đúng vậy không? Khớ cơ khớ lý và khớ thời, tức là xuyên suốt mỗi thời đại đều thích hợp. Cho nên bản kinh này không có chuyện là lỗi thời.
Lỗi hay không là do tâm người nhìn, còn chân lý là bất di bất dịch. Như vậy thưa quý vị, Sat Dhamma Buddharika Sutra chúng ta hiểu đó là gì? Là Diệu Pháp Liên Hòa Kinh. Nghĩa của nó chỉ ngàn đó thôi. Còn cái chữ Đại Thừa chẳng biết nó vô từ lúc nào. Có lẽ rằng do quá trình truyền bá và cái ảnh hưởng của nó, cũng như là cái tầm vóc thay đổi của nó, cái tầm nhìn của nó, thì chúng ta sẽ thấy khác. Cho nên nó được mô tả là đại. Và cái đại là gì? Là bao trùm tất cả pháp. Cho nên Pháp Hoa mô tả Phật tánh sáng ngời của tự tâm chúng ta, thành ra nó mới gọi là đại. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất niệm Nam Mô Phật đều trọn thành Phật đạo. Một người dùng cái tâm ô trược tán loạn vào ở trong tháp miếu của Phật và tăng, mà bất chợt người ấy chỉ niệm được một câu Nam Mô Phật, chỉ có thế thôi. Vậy mà người ấy cũng đã nhờ công đức đó mà hôm nay đã thành Phật đạo. Đây là một tầm nhìn vô ngã sâu xa. Sao gọi là vô ngã sâu xa? Và chúng ta thấy hình ảnh của Ngài Địa Tạng: chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tâm nguyện của Ngài vượt qua không gian và thời gian. Cho nên Ngài ở trong lửa dữ mà vẫn tự tại với viên minh châu sáng ngời. Ở trong cái chất đất khô cằn sỏi đá này, lấy chân ấn xuống một cái, hoa sen nổi lên. Trong cái chốn ô trược này, các vị vốn bị cuộc sống não nhiệt vây hãm tâm tư, đến nơi Bồ Đề Phật Quốc, mở ra một đóa sen. Ở trong cái đất tâm khô cằn sỏi đá đó, bây giờ đã hiện lên một hoa sen. Đem hoa sen này mà cúng dường cho mười phương chư Phật, làm sao mà các vị không vừa cực lạc Tây Phương được? Thì đem hoa sen như vậy, ý nghĩa như vậy mà sống mà tồn tại. Như vậy thì thưa quý vị, đó tức là tinh thần hoa sen. Và tại sao mà thầy dùng nhiều cách thức để mô tả tinh thần hoa sen? Bởi vì hoa sen nó có gì? Hoa sen nó có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên thưa các vị, chúng ta thấy hoa sen, ở trong hoa nó có gương, đúng vậy không? Có hoa sen là có gương sen. Hễ có hoa là có gương. Trong gương ấy nó có gì? Có cái hạt. Ý nói ở trong hoa sen nó mang theo một cái chân lý, đó là nhân quả đồng thời. Khi khởi lên một cái ý nghĩ xấu về người khác, hoặc là chưa biết nó xấu hay tốt, nhưng bản chất của ý nghĩ là tham, là sân, là si, ngay lúc đó tâm tư thanh tịnh của chúng ta đã bị hoen ố. Mặc dù mình chưa nói ra, mặc dù chưa gây hại cho người khác, tâm của mình đã bị hoen ố. Một áng mây tụ lại trôi nổi trên bầu trời, ngay lúc đó bầu trời đã giảm đi ánh sáng, mặc dù nó chưa là mưa xuống để hại ai hết, đúng vậy không? Nếu như hiểu điều này, không dạy gì khởi tham sân si để tự làm hại mình. Bởi vì nhân quả đồng thời, đây là đặc tính thứ nhất ở trong hoa sen. Và chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa khởi tâm ác hại Phật, để rồi trôi vào ở trong địa ngục A Tỳ chịu vô lượng khổ báo. Tôn giả Mục Kiền Liên khởi tâm thương xót, bạch Đức Thế Tôn cho con được vào trong địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa. Con muốn đem cái lời thọ ký của Phật ngày hôm nay rằng trong tương lai Đề Bà Đạt Đa trả hết tội báo cũng được làm Phật. Bởi vì trong cái thời điểm mà ông rơi vào trong địa ngục, ông chỉ có nói một câu là Mô Phật.
đang rơi và nói một câu mô Phật như vậy thôi. Sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, lấy hiệu là Mô Phật Như Lai. Một niệm Nam Mô Phật đều trọn thành Phật Đạo. Tôn giả Mục Kiền Liên mừng quá chạy vào, muốn báo cho Đề Bà Đạt Đa biết, yên tâm, tương lai ông cũng sẽ được làm Phật. Diễn tiến này được nêu lại rất rõ ở trong Kinh Pháp Hoa. Đó có phải là nhân quả đồng thời hay không? Chúng ta mang thân nữ nhân, có nhiều chướng ngại, thân thể yếu đuối, cảm thọ mệt mỏi. Chúng ta đâu có thấy rằng một lâm nữ ở trong loài rồng khởi tâm tu tập, hiến cúng châu báu cho Phật, mà ngay tức khắc bay qua một cái quốc độ khác, chuyển thành thân nam và thành Phật, tới mức mà thần thông như tôn giả Xá Lợi Phất không có thể kiểm soát nổi sự thành Phật nhanh chóng tới mức nào. Một niệm sẵn sàng từ bỏ, quyết định từ bỏ thói hư tật xấu của mình, thì ngay lúc đó Đức Phật đã sáng ngời. Niệm niệm ở quá khứ chúng ta không thể nào truy tìm được, đừng có để tâm mình chìm ở trong quá khứ. Ở trong tương lai có một bộ đề tâm, chứ đừng có khiếp nhược cho rằng mình không có khả năng chứng thánh. Và hãy tin vững vào hiện tại, một niệm Nam Mô Phật, nhân quả đồng thời sẽ hiện ra trong tâm chúng ta. Đây gọi là hình ảnh ý nghĩa đầu tiên của hoa sen. Ý nghĩa thứ hai mà chúng ta dễ hiểu, đó là gần bùng mà chẳng khôi tanh mũi, mũi bùng. Chúng ta thấy đặc tính của hoa sen nó như vậy. Đặc tính này được ví cho gì? Ví cho Phật tánh ở trong tâm của chúng ta. Ở trong phàm, Phật tánh này không bị hoen ố. Ở trong thánh, Phật tánh này không sáng hơn. Còn ở trong tư tưởng của Bậc Thánh và tuệ giác của Bậc Thánh, thì thế gian này giống như là những khổ đau ở trong giấc chiêm bào. Một khi chúng ta tỉnh thức thì không có gì đau khổ nữa. Đây gọi là gì? Là ở trong bùng mà không bao giờ khoai tanh mùi bùng. Thì hoa sen là một ví dụ không thể khác được để mô tả cho chân lý này. Tiếp theo, chúng ta thấy đặc tính thứ ba. Các vị nghĩ xem hoa sen có đặc tính gì nữa? Nghĩ xem. Hả? Thứ nhất là gì? Có hoa thì có gương, đây gọi là nhân quả đồng thời. Thứ hai là gần bùng mà chẳng khoai tanh mùi bùng. Thứ ba là gì? Tức là hoa sen không có âm bướm, nó lấy mật. Phải vậy không à? Vì sao nó không lấy mật? Bởi vì hoa sen không có mật để lấy. Có phải chúng ta giải thích như vậy không? Thôi thì đây cũng là một cái ý đúng của bản chất hoa sen. Không có loại âm bướm nào mà đi lấy mật của sen. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta muốn đạt được cái hoa sen, đạt được chân lý giác ngộ, thì không có bất kỳ một sự lạm dụng, không có bất kỳ một sự sân si, không có bất kỳ một cái sự quấy nhiễu nào mà có thể đụng tới được sự thanh tịnh của sen. Hay nói cách khác là đối với cái diệu pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta ở trong ngày hôm nay, những pháp này chúng sanh không thể nào mà dùng cái tâm tăng thượng mạng, dùng cái tâm tham dục, dùng tà kiến, hay là dùng cái lòng hẹp hòi ích kỷ mà có thể tiếp nhận được cái diệu pháp đó. Cho nên sen không thể nào âm bướm, hoa không thể nào lại, cho nên âm bướm không thể nào mà đụng tới nó được, không thể nào làm cho nó thay đổi đi hương sắc. Kỳ diệu phải không ạ? Hoa sen có quá nhiều đặc tính tuyệt vời, và nó dụ cho những ý nghĩa sâu xa ở trong Pháp Phật. Ở trong Tam Thừa Giáo, Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, nó đều từ nơi gì? Nhất thừa mà biểu hiện. Nhưng trong cảnh giới này chỉ có Phật thừa là tối thượng. Thành ra việc mà 500 người
vì tâm tăng thượng mạng bỏ cái đại hội Pháp Hoa mà rút lui. Là vì cái tâm tăng thượng mạng, cái tâm tăng thượng mạng nó riêng biệt, cảnh giới nào riêng biệt của cảnh giới đó. Nhưng cuối cùng họ muốn giải thoát đau khổ triệt để, họ vẫn phải tìm tới Pháp Hoa mà thôi. Thành sau này chúng ta thấy những cái vị tỳ kheo này á, họ cũng sám hối, họ quay lại với đại chúng, tức là vẫn phải trở về với Nhất Thừa. Cho dù chúng ta học trăm sông ngàn gọi là trăm kinh ngàn điển, cuối cùng chúng ta vẫn phải quy về với Nhất Thừa, đó là Phật Thừa. Giải thích thì giải thích, nhưng cuối cùng nó vẫn đi vào con đường đó, mặc dù biểu hiện của nó là riêng biệt. Thinh văn thì tu khác, Bồ Tát thì tu khác, Duyên Giác thì tu khác, nhưng cuối cùng quả vị tối thượng vẫn là Phật Thừa. Thành ra đặc tính của hoa sen cộng lá và cành nó khác nhau là ở ý nghĩa này. Đó là ý nghĩa thứ tư. Cho nên ở trong gì? Thiếu tâm tà trí buông lung là những cái cảm thọ hạnh phúc của phàm phu tục tử. Những người nào ôm cái tâm đó không thể nào tiếp cận được Pháp Hoa. Không thể nào tiếp cận được Pháp Hoa. Tiếp cận Pháp Hoa chỉ có dùng giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Hãy dùng ngũ phận chân hương để trang điểm mình, thì lúc đó mình có thể tiếp cận được Pháp Hoa. Cho nên mới nói hoa sen không thể nào dùng để làm trang điểm, bởi vì hoa sen là ấn dụ cho, tức là kinh Pháp Hoa là gì? Cái trang điểm là ấn dụ cho gì? Cho những người thiếu tâm tà trí, sống buông lung theo dục tình. Những người này đối với Pháp Hoa thì họ không thể nào dùng được, họ không thể nào tồn tại được ở trong Pháp Hoa. Hay là nói cách khác, chúng ta có thể hiểu đúng nghĩa mà Phật muốn nói, đó là bất cứ những ai dùng cái thiếu tâm tà trí để lợi dụng Pháp Hoa thì hoàn toàn không bao giờ lợi dụng được. Tức là không thể dùng cái này để chia lệ cái kia, không thể lợi dụng được cái pháp này. Và ý nghĩa của hoa sen cho chúng ta một cái khái niệm, một cái tư duy sâu xa như vậy. Đó là ý nghĩa số mấy? Số 5. Ở đây thầy nói thêm đặc tính thứ 6 đó là gì? Là hoa nở sen hiện. Đây là đặc tính rất siêu việt của hoa sen. Hoa nở sen hiện là sao? Tức là ở trong diệu pháp nó có thực pháp và quyền pháp. Trong diệu pháp nó có thực pháp và quyền pháp, cũng giống như ở trong Đức Phật lịch sử có Đức Phật siêu việt. Không thể nhìn Đức Phật như là một con người xương thịt của dân tộc Ấn Độ. Đó gọi là Đức Phật lịch sử. Có nhiều người cố gắng kéo Đức Phật siêu việt xuống thành Đức Phật lịch sử. Điều này là một điều sai. Cho nên ở đây rõ ràng, ở trong Đức Phật lịch sử có Đức Phật siêu việt. Ở trong cái thực pháp mà chúng ta học ngày hôm nay, nó có quyền pháp. Trong cái pháp phương tiện quyền biến, nó có chân lý siêu việt cần hướng đến. Đó là thực pháp. Ở trong cái cõi phàm phu ngũ trượt này, nó có cái gì? Nó có cái điều siêu việt mà chúng ta cần phải hướng đến và chứng đắc. Đây gọi là thực pháp. Thực là cái pháp chân thực mà Đức Phật muốn diễn đạt, muốn chúng ta thành tựu. Còn cái quyền pháp là những cái pháp tạm thời Đức Phật cần phải dạy như vậy. Đây là bố thí, đây là trì giới, đây là nhẫn nhục, đây là thiền định, là trí tuệ. Tất cả là gì? Là quyền pháp. Mà cái pháp chân thực cần phải chứng đắc đó là gì? Là đến bờ bên kia, đó là đáo bỉ ngạn. Thấy chưa hề? Quyền pháp và thực pháp nó như vậy. Và ở đây chúng ta đừng cho rằng là ở trong quyền pháp, xin lỗi, là quyền pháp rồi mới có thực pháp. Mà ở trong quyền pháp nó có thực pháp, trong thực pháp nó có quyền pháp. Ở trong gì? Trong phương tiện hành đạo nó có cứu cánh bên trong. Ở trong cứu cánh nó biểu hiện phương tiện quyền biến. Hay nói cách khác, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên là phương tiện, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện. Mà bất biến đó là không rời với chân lý. Nhưng ở trong chân lý không được chấp nhặt cứng nhắc, mà không biết uyển chuyển cho thành tựu vào chân lý. Cho nên ở trong gì?
hoa nở thì sen hiện. Ở trong quyền pháp nó có thập pháp, trong thập pháp có quyền pháp, đây là gọi là hoa nở sen hiện. Đó là ý nghĩa số mấy? Ý nghĩa số 6. Và ý nghĩa cuối cùng hôm nay, thưa quý vị, chúng ta biết đó là gì? Đó là hoa rụng thì sao? Thì sen thành. Hoa rụng thì sen thành. Đặc điểm này là gì? Là dụ cho tất cả các thời kỳ giáo hóa của Phật, sau khi họ đã thành tựu những cái pháp thinh văn duyên giác Bồ Tát, thì giờ đây cái pháp là gì? Cái pháp mà Phật thừa tối thượng cần phải được khai diễn. Cho nên không phải ngẫu nhiên từ đâu, thầy thưa với đại chúng, là Đức Phật nói bản kinh này lúc ngày gần nhập diệt. Nếu như ai, thành ra không phải ngẫu nhiên mà các bậc tổ sư lớn của chúng ta tuyên bố như vậy. Nếu như mà ai chỉ cần thọ trì đọc tụng đề kinh Pháp Hoa là có đủ nhân duyên để thành Phật. Câu này do ai tuyên bố? Do ngài Nhật Liên Đại Sư, sinh năm 1222, mất năm 1282, người Nhật Bản. Ngài tuyên bố rằng chỉ cần thọ trì đọc tụng đề kinh Pháp Hoa là có đủ duyên lành để thành Phật. Đối với một vị đại sư nổi tiếng trong Phật giáo nữa, đó là Đại sư Hám Sơn, Đức Thanh Đại Sư. Ngài sinh năm 1546, mất năm 1623, đời nhà Minh. Ngài nói rằng đề kinh Pháp Hoa là chỉ thánh nhất chân pháp giới của kho tạng tâm Như Lai. Và dùng ý nghĩa này lập thành tên. Cho nên đại sư giải thích đây là cảnh giới tâm cảnh không hai, thuần là nhất chân, nên gọi là diệu pháp. Nhưng hết thể chúng sanh ở trong diệu pháp mà bị gì? Mà mê muội, cho nên được gọi là tạng thức. Ở trong tạng thức mà chư Phật giác ngộ, cho nên gọi là Như Lai tạng. Y vào nhất tâm mà kiến lập pháp giới Liên Hoa tạng. Đó là lời tuyên bố của đại sư Hám Sơn. Cho nên thưa quý vị, do đó chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta lướt qua một dòng chảy của Đức Thế Tôn khai diễn đại hội Pháp Hoa từ núi Linh Thứu. Và từ đó dòng chảy tới Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta, cũng như ý nghĩa sâu xa của đề kinh Pháp Hoa. Và các vị đại sư đã tán thán như vậy. Hình ảnh Liên Hoa không thể nào dùng hình ảnh khác để mô tả cho diệu pháp này. Cho nên bản kinh này gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa lấy cái gì? Thể hiện chân vọng xuyên suốt, nhiễm tịnh, dung thông, nhân quả đồng thời, thủy chung đồng 1000 mê. Vì vậy, nếu như ước theo dụ thì lấy hoa sen làm biểu tượng, nhưng mà ước theo pháp thì chỉ thẳng bản thể giác ngộ trong tự tâm của chúng ta. Cho nên Diệu Pháp Liên Hoa là chỉ cho thực pháp. Pháp là tâm xưa nay thanh tịnh, tâm ấy không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tinh, không giảm. Tại phiền não, pháp ấy không loạn động. Tại trần lao, pháp ấy không bị nhiễm ô. Cho nên gọi là xưa nay thanh tịnh. Và tâm ấy là gì? Là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh ở trong tự tâm của chúng ta. Nó tròn đầy như là thái hư, nó rộng không ngàn mế. Tâm ấy chính là gì? Là không, chính là sách, là không thể dùng tâm mà ước lượng. Chính là gì? Chỉ có sự phân biệt ở trong pháp để chúng ta thấu hiểu được mà thôi. Cho nên từ đầu thầy đã thưa, pháp này chỉ có người trí mới chứng đắc, là hiện tại lạc trú, là thực chứng của nội tâm. Tuy rằng tâm nó không có hình tướng, có phải như vậy không? Nhưng vạn vật thì có xanh vàng đỏ trắng. Do đó cho nên hãy dùng cái thấy mà nhận biết được. Đó gọi là nhận biết được Liên Hoa. Sắc tướng thì vô tình, nhưng cái nhận biết của chúng ta là hữu tình. Nhờ sự nhận biết, nhờ sự tính giác này mà chúng ta có thể chỉ ra là ở trong vọng nó có chân, trong chân nó có vọng, và vạn vật đều là cảnh nhất nhất như thế theo nghiệp lực mà biểu hiện, nhưng từ xưa nay chưa từng sinh diệt.
Cho đó cho nên thưa quý vị, hôm nay Đức Thế Tôn muốn nói cho chúng ta một cái việc, đó là gì? Đó là giao phó cho hàng đại Bồ Tát, ấn chứng cho hàng đại Bồ Tát để tạo cái nhân địa thanh tựu, đó là thành Phật. Tóm lại mà nói thì thưa quý vị, kinh Pháp Hoa dùng hoa sen để ví dụ cho diệu pháp. Diệu ở đây là chỉ cho nhất thừa là Phật thừa. Phật tính đó là chi? Là chỉ cho gì? Là chỉ cho tính giác ngộ ở trong tự tâm của mỗi chúng ta. Và chúng ta biết rằng ở trong chúng sanh Phật tính này không có bị hoang ố, ở trong giác ngộ nó không có tăng hơn. Cho nên chúng ta hiểu được cái đề kinh Pháp Hoa là chúng ta có thể hiểu được đạo lý nhất thừa, hay là hiểu được cái đạo lý Phật thừa ở trong Phật giáo. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Mời đại chúng hồi hướng, nguyện đem công đức này Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.